Cương, Lô Văn Cương, ba người nha anh đều ơi. Im đây đừng xếp hàng mà vải lông. Im đây đừng xếp hàng mà. Xếp hàng ăn. Đứng năm xin chào tất cả quý vị khán giả. Chào mừng tất cả quý vị khán giả tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Quý vị khán giả, hôm nay này Đức Nam rất là vui khi đã được quay trở về quê nhà cùng nhóm thiện nguyện Tủ Yêu Thương trao những xuất quà, tổng là 127 xuất quà cho những bà con ở trong thôn mình. Đức Nam cũng rất là cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm, tín tấm lòng thiện, tất cả cô bác mạnh thường quân đã gửi quà và trao yêu thương đến tất cả bà con nhân dân ở thôn Khorom, xã Quảng Nguyên, Xín Mần, Hà Giang quý vị nhé. Và sau đây xin mời tất cả quý vị khán giả cùng theo dõi hết thước phim. Yêu thương đến cho bà con và cái con đường dài 175 mét đó thì là dân từ đường dưới lên nhà văn hóa thôn đấy, cái đoạn đường đấy là dẫn từ đường dưới lên nhà cái văn hóa thôn, là bên trong đấy nhà đó là có trường học đúng không ạ, trường học là của cả khu thôn đúng không ạ. Đấy thì là tất cả những nhà tài trợ ở đây là con đại diện cho các nhà tài trợ ở đây là thay mặt là gửi đến cho bà con những cái phần quà ở đây. Là cái thứ nhất là đây đã chuẩn bị 127 phần quà nhá, chuẩn bị 127 phần quà. Trong mỗi phần quà nó sẽ có này, mỗi một phần quà nó có một nước mắm, một nước tương và hai lốc sữa, một gói pin pin, một ký cá và một cái phong bì trị giá là 250.000 đó. Thì bây giờ là cái thứ nhất là chúng con không có đủ thời gian để mà phát hết 127, không có đủ thời gian để phát hết 127 món quà gửi đến cho bà con được. Thì con sẽ đại diện ở đây là đội số 1. Đội 1 đầu tiên thì con sẽ phát cho đội 1, và còn bao nhiêu thì bắt đầu là con sẽ chuyển lại hết tất cả những cái phần quà và những cái phong bì cho anh Bệu phó bí thư xã và anh Phong trưởng thôn, thì hai anh sẽ có trách nhiệm mà trao lại quà cho bà con nhé. Đó thì con cũng rất là có duyên và may mắn khi mà được về đây để đại diện cho tất cả các nhà hảo tâm và đến đây để trao quà. Tắt máy đi Cương ơi. Tắt máy đi. Luôn mạnh khỏe ạ. Sức khỏe dồi dào và cuộc sống vui vẻ hạnh phúc nhé. Bây giờ xin phép mà quê bảy thì vẫn là mà rồi. Được sự kết nối của anh Tuấn, hôm nay thì bà con nhân các dân tộc xã Quảng Nguyên, đặc biệt là thôn Khoa Long xã Quảng Nguyên thì được sự kết nối từ anh Tuấn. Hôm nay là các nhà hảo tâm, câu lạc bộ yêu thương, tủ sách yêu thương đến để trao và tặng quà cho tất cả bà con nhân các dân tộc xã Quảng Nguyên, đặc biệt là thôn Khoa Long xã Quảng Nguyên chúng ta. Hôm nay mình rất là vinh dự của đảng ủy chính quyền và đoàn thanh niên xã Quảng Nguyên, mình vinh dự được kết nối từ anh Tuấn. Hôm nay thì có chị Nhung từ câu lạc bộ tổ chức yêu thương đến để khăn từ kết nối từ anh Tuấn, từ các nhà hảo tâm đến từ em từ đó cả thì được các nhà hảo tâm giúp đỡ. Thì hôm nay thì câu lạc bộ tủ sách yêu thương đến để trao tặng quà cho bà con nhân các dân tộc xã Quảng Nguyên, đặc biệt là thôn Khoa Long xã Quảng Nguyên chúng ta. Thì chính quyền cũng rất là mong muốn là trước tiên là cảm ơn sự kết nối của anh Tuấn và cảm ơn chị Nhung từ câu lạc bộ tủ sách yêu thương đến để trao tặng quà
cho bà con nhân các tục của cộng đồng xã hội chúng ta. Từ cái chút quà nhỏ nhỏ thì đảng ủy chính quyền cũng mong muốn là bà con nhận từ túi quà, nhận từ cái sự yêu thương, nhận từ cái sự đùm bọc chính sách từ những cái khó khăn từ đến với bà con chúng ta, cũng mong muốn là bà con chúng ta từ cái hỗ trợ của câu lạc bộ tình thương yêu thương từ Kỳ Nhung thay mặt đoàn, thì chúng ta từ gói bên đi này, từ hộp chứa thì đảng cấp ủy chính quyền cũng mong muốn là bà con chúng ta thì sẽ cố gắng thân đấu nhận từ cái quà của chị, anh chị và đoàn, thì chúng ta từ cái quà này chúng ta cố gắng sau cuối năm hoặc là vài năm nữa thì chị Nhung và anh Tuấn quay trở lại thì chúng ta sẽ có một cái sự khác hơn, khác biệt hơn. Bà con có đồng ý không? Có đồng ý thì tất cả vỗ tay một cái à? Cuối cùng là cũng không biết nói gì hơn hết. Cảm ơn anh Tuấn kết nối với lại thử thách yêu thương từ chị Nhung có cái quà đến với bà con dân tộc Thiểu số của Nguyên, thì sau đây thì chị Nhung sẽ phát quà và các hộ gia đình sẽ nhận từ quà từ chị Nhung. Đại diện cho đội 1 và anh Phong sẽ là người đọc danh sách của đội 1 này. Anh Tuấn ạ. Anh lên coi kiến phát biểu với bà con. Bà con chúng ta rất là khó khăn vất vả, từ anh Tuấn từ quà này, từ tuyến đường đấy, tất cả tuyến đường chúng ta đang chuẩn bị cho tuyến này. Đó, bấm xem em quay cho. Đi. Em tên là Tuấn, chắc là bà con thì cũng không ai lạ gì cái mặt em cả. Em có mặt ở xã Quảng Nguyên này đến năm nay là năm thứ 8 rồi. Hầu hết những công trình thiện nguyện ở xã Quảng Nguyên này em xin phép được nhận là em là thằng đầu têu ở đây. Đầu têu thôi chứ em không cho được đồng nào cả. Em chỉ là thằng đầu têu ở đây thôi. Thì cái đường lên 175m đường lên và là 395m đường lên nhà văn hóa thôn thì cả nhà đã được nhận rồi đúng không ạ? Cả nhà những ai chưa đi trên 395m đường đấy giơ tay cho em xem. Tất cả đi hết rồi. Rồi. Thế thì bây giờ em lại xin phép được chia sẻ bà con tí. 745m 745m tuyến đường tiếp theo ở lên thôn đội 5. 2 ngày nữa bà con sẽ được nhận bàn giao đầy đủ. Bà con có đồng ý không? Tất cả ai đồng ý thì vỗ tay cho em một cái. Thì như này, em Tuấn cũng xin phép chia sẻ, đây là lỗi lòng, tấm lòng của em luôn, là đây sẽ là chương trình cuối cùng giúp đỡ bà con vùng cao năm 2024 luôn, vì em Tuấn còn phải về kiếm tiền nuôi gia đình. Cái điều này nó thực sự là hết sức thực tế luôn. Tuyến đường đó đang thực sự là đang rất thiếu rất nhiều tiền. Tuyến đường đó có 174m thôi nhưng thiếu rất nhiều tiền. Nhưng em Tuấn sẽ cố gắng ở đây cùng với bà con, cũng xin em Nhung trợ giúp một phần trên cái tuyến đường đó. Tuyến đường đó đang thiếu rất nhiều tiền em ạ. Thực sự là nếu em theo dõi Facebook của anh em sẽ biết tuyến đường đó thiếu rất nhiều tiền. Tuyến đường của em giúp bà con đã hoàn thành rồi. Anh đã thay mặt em hoàn thành với bà con rồi. Tuyến đường đó, tuyến đường sắp tới thiếu rất nhiều tiền. Mà đây sẽ là tuyến đường cuối cùng của năm 2024. Để anh ở lại nghĩa vùng cao, còn anh lại về để kiếm tiền nuôi gia đình. Đấy nên là bà con thông cảm cho con. Trong một vài ngày nữa, nếu như con có tổng huy động lực lượng của người dân ở thôn Khâu Đom thì bà con cả năm đội sẽ đi làm giúp cho đội 5, rồi đội 5 sẽ trả công sau. Bà con có đồng ý không? Bà con đồng ý thì vỗ tay cho con cái. Sẽ sắp lòng chia sẻ với cả người dân đội 5 được không ạ? Hello. Chia sẻ với cả con để con được về sớm, để con cũng còn phải lo cho gia đình của con. Đây là tấm lòng cũng như tình cảm con. Và bây giờ thì sẽ xin nhường mic lại cho em Phong. Em Phong là một người đã kề vai sát cánh với con 4-5 năm nay để giúp đỡ cho bà con có được ngày hôm nay.
thực sự luôn. Em Phong sẽ đọc tên bà con ở đội 1 lên, mỗi người sẽ nhận 2 cân cá, à 1 cân cá, 2 lốc sữa, 1 chai nước mắm, 1 chai nước xì dầu và 1 phong bì, đặc biệt là 1 phong bì 250.000. Đây thì con xin phép vào trao lại mic cho em Phong để em Phong đọc. Thay mặt cấp ủy chính quyền cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn chị Nhung, cả nhân đó và thường nguyện vườn gia đình yêu thương, câu lạc bộ gia đình yêu thương. Sau đây thì bà con chúng ta sẽ làm được nhận quà yêu thương từ câu lạc bộ yêu thương của chị Nhung. Thèn văn chương, thèn văn long, thèn nước long à, long có khó à? Thèn trung thắng, Lý Văn Nghiệp, thèn văn chương với Lý Văn Nghiệp. Không về, mỗi thẻ mang chương. Nghiệp nữa. Chương. Lý Lao Thiên, Lý Văn Long. Lý Lao Thiên phải mà. Đây hai nhà này. Quay mặt đây. Quay mặt đây là giờ mất vị. Aki Văn Long. Lý Văn Minh, Lý Thái Sơn. Mày đừng có, mà cầm lên mày đấu, đấu hay là nhờ tao chú này. Đi văn minh. Ok ok ok. Cho anh nhờ tí nhá, nhìn mặt đây nào. Bố đá ba nào. Ok. Lý Văn Minh, Lý Khai Sơn. Không có, đi nào. Lý Văn Long chấm. Lô à, đi có lô à. Long chấm. Lý Văn Trương. Rồi Lý Khai Min, Lý Văn Cương, Lý Văn Trang, Lý Khai Min, Lý Văn Trang, Lý Khai Min, Văn Trang. Lưu Văn Cương, Lưu Văn Cương, ba người nha anh đều ơi. Im đây đừng xếp hàng mà vài lâu. Im đây đừng xếp hàng mà. Xếp hàng hàng để đến đâu. Đi ra Lưu Văn Trương, Trương Quốc Phạt, Lưu Khánh Sai, Hoàng Khánh Sai, Hoàng Văn Thường. Hoàng Văn Thường. Hoàng Văn Khuyên, Hoàng Văn Sơn. Nhiều rồi. Hoàng Văn Trương, Hoàng Văn Khương, Hoàng Văn Sơn.
Văn Lâm, Lù Văn Long, Lù Văn Kim. Kim Chấn. Hoàng Văn Lâm ạ. À. Mê phải đó đây. Lù Văn Thăng, Lù Văn Trung, Hoàng Văn Song. Chị Nhung yên tâm, nhớ lại. Mọi người đã từ tay chị Nhung. Song, Long. Hoàng Văn Long, Lù Khai Xiang, xin Văn Nghiêng. Xin Văn Kinh, xin Văn Thực, xin Văn Thành.
Bái nó mặt, bái nó mặt đây nào. Ai được cái đấy đi đi rồi. Thực đây, Trinh đây, Thanh đây. Ba, ba, ba hộ một, ba hộ một nhá. Vì Văn Thi, Vì Văn Trương, Vì Văn Tinh. Đây, ba người đây. Tráng Văn Đức, Giàng Văn Tiến, Vì Văn Trường, Mai Văn Vũ. Vì Văn Trường. Vì Văn Trường đấy rồi. Tráng Văn Đức, Giàng Văn Tiến, Vì Văn Trường. Giàng Văn Tiến không về. Đức, Đức, Đức Trường, Đức Trường. Để ba đi, để ba đi đâu? Để ba đi.